Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DKI Round Beauty ạ. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại sảnh tầng 1 của DKI Round tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và như hôm nay mọi người thấy thì thời tiết ngoài trời bây giờ đang rất là lạnh. Và ngoài ra thì lại còn mưa phùn, mưa lâm thâm nữa. Đó, nhưng mà bây giờ thì trong tại sảnh tầng 1 của chúng tôi thì bây giờ đang không khí bây giờ đang rất là nóng. Các chị em đã dành thời gian để đến để trải nghiệm những dịch vụ rất là tuyệt vời tại DK. Đấy, và như mọi người có thể thấy thì đội ngũ tư vấn của chúng tôi thì đang ngồi để tư vấn cho các khách hàng những cái chương trình cũng như là những cái chi tiết về dịch vụ tại DK. Và bây giờ thì tôi sẽ tiến sâu vào khu kỹ thuật của DK nhá, để xem ngày hôm nay có gì đặc biệt không. Và như mọi người có thể thấy thì mặc dù bây giờ thì dịch corona đang bùng phát, cho nên là các chị em mặc dù là đi làm đẹp nhưng mà vẫn không quên nhiệm vụ là phải đeo khẩu trang ạ. Vâng, và bây giờ thì tôi đã có mặt ở khu kỹ thuật của DK rồi. Đó, và như mọi người có thể thấy thì các chị em đang được nằm để trải nghiệm những cái dịch vụ rất là tuyệt vời tại DK. Và nếu như mà các chị em đã từng sử dụng dịch vụ tại DK thì để biết được là DK của chúng tôi thì có một đội ngũ tư vấn, đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm này. Đó. Còn đặc biệt thì mùa đông như thế này thì những chị em mà sở hữu những cặp môi thâm, môi nhăn hay là môi xỉn màu thì chắc chắn là cũng sẽ không thể bỏ qua cái dịch vụ phun môi phủ xương 3D tại DK. Và đây cũng là dịch vụ mùa đông được rất là nhiều những chị em ưa chuộng, để có thể thay đổi cặp môi của mình đến tươi tắn hơn, xinh đẹp hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì điều đặc biệt nữa đó là làm nên thương hiệu của DK, đó là những cặp lông mày, và đặc biệt là với cái công nghệ hair shock đang làm mưa làm gió. Đây là công nghệ mà được rất nhiều những chị em ưa chuộng. Và nếu như mà các chị em quan tâm này đến dịch vụ của DK cũng như là về những cái chương trình ưu đãi hay chi tiết về dịch vụ thì các chị em hãy để lại câu hỏi, hoặc là có thể inbox trực tiếp qua fanpage của DK nhé. Hoặc là mọi người cũng có thể gọi điện trực tiếp qua số hotline 0911 310000 hoặc 0912 310000 nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.